Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban cùng thi đua khu vực miền Trung Tây Nguyên nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Bình Quang, các thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phụ trách địa phương cùng đại diện thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra 12 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, giám sát, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với những vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật hình sự. Chất lượng công tác kiểm tra giám sát thường xuyên từng bước nâng cao, qua đó kết luận trên 72% các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm và xem xét xử lý kỷ luật kịp thời, đảm bảo đúng theo nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Qua đó có tác dụng phòng ngừa, răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của Đảng, được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, đa số đảng viên đã chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại của tổ chức đảng có thẩm quyền. Việc kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra, rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tích cực tuyên truyền các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành kiểm tra đảng. Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong khu vực tiếp tục tập trung khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới, chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023, tăng cường chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập trung kiểm tra vào các lĩnh vực nhạy cảm, cấp thiết, dễ nảy sinh tiêu cực, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo khiếu nại, kỷ luật đảng, tập trung xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.